bàn giá xe ô tô tháng 3 năm 2020, xe mới liên tục nói nhau ra mắt. Hàng loạt các mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 3 2020, sau khoảng thời gian dài tạm lắng, đợi thị trường nghỉ Tết. Ở phân khúc xe sang, nếu như Lexus dày dặn với mẫu NX300 phiên bản mới, thì Mercedes-Benz lại tung ra cùng lúc hai mẫu GLC200 và C204 Matiz mới cùng với E200 Exclusive. Chưa dừng ở đó, cuối tuần đầu tiên của tháng 3 này, hãng xe sang nước Đức còn đã nỗ lực tung ra thêm 5 mẫu xe mới. Trong đó, đáng quan tâm là mẫu SUV 5+2 GLB ở các phân khúc thấp hơn. Ford Việt Nam đã nhanh chân đưa về từ Thái Lan các phiên bản nâng cấp của Ranger và Everest, trong khi Ford Warren có mẫu Polo hatchback từ Ấn Độ. Đáng quan tâm, tất cả các mẫu xe kể trên, dù là phiên bản nâng cấp với một số chi tiết mới, nhưng vẫn được giữ nguyên giá bán như hiện tại. Trong khi đó, Mitsubishi cũng đã kịp tung ra các phiên bản nâng cấp của mẫu Outlander lắp ráp trong nước, chỉ giữ lại động cơ 2.0L. Outlander 2020 có hai lựa chọn khác nhau với giá bán lần lượt là 825 và 950 triệu đồng. Cũng như trong tháng 2 vừa qua, bước sang tháng 3 này, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến hàng loạt các chương trình ưu đãi được các hãng đua nhau tung ra. Một mặt vì doanh số đang có dấu hiệu giảm sút, và mặt khác là động thái dọn đường để đưa các mẫu xe mới về Việt Nam. Đầu tiên là Ford Việt Nam mạnh tay giảm gần 200 triệu đồng cho Explorer, Mazda thực hiện giảm giá từ 40 đến 50 triệu đồng cho mẫu CS5, trong khi Subaru đồng loạt giảm giá toàn bộ các phiên bản của mẫu Forester nhập khẩu từ Thái Lan với mức giảm từ 12 đến 50 triệu đồng, tức là đã giảm tới 180 triệu đồng so với giá công bố tại thời điểm xe mới ra mắt thị trường Việt Nam cách đây 10 năm. Mitsubishi như thường lệ vẫn trung thành với phương thức tặng thêm các gói khuyến mại với phiếu nhiên liệu, thảm trải sàn, camera lùi, hệ thống giải trí, luân phiên thực hiện giữa các mẫu xe khác nhau. Đáng quan tâm, trong tháng 3 này, Toyota Việt Nam tỏ ra khá mạnh dạn với các chương trình khuyến mại hỗ trợ lệ phí trước bạ cho các mẫu Corolla Altis, Innova 2.0 MT, Innova 2.0 AT, Fortuner 2.4 AT 4x2, Fortuner 2.4 MT 4x2. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.